vâng xin đồng chào chào mừng toàn thể quý vị đến với kênh youtube của luận japan hôm nay thì luận sẽ nói một cái video hết sức là quan trọng để giúp cho chúng ta có thể giữ được sự cân bằng cho cơ thể của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta biết cân bằng cơ thể toàn diện ngay ở tại nhà cả nhà thấy hấp dẫn không ạ vâng và chúng ta cùng đi nhé hôm trước ấy thì uh, luận đã có một cái video uh, giúp cho chúng ta giải quyết tất cả những bệnh tật đúng không tất cả những bệnh tật thay vì chúng ta đi chữa bệnh trị bệnh gặp bác sĩ chữa bệnh trị uh, bệnh bây giờ chúng ta có một cái quan niệm là chúng ta sẽ chăm sóc sức khỏe của chúng ta để cho chúng ta đứng trên vấn nạn đúng không bằng việc là chúng ta sẽ dùng cái sức khỏe tinh thần để thay cho tâm bệnh sức khỏe của xã hội thay cho nghiệp bệnh sức khỏe của uh, thân bệnh cái sức khỏe của 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 cái mà thể chất của chúng ta ấy để chúng ta thay cho cái uh, thân bệnh của chúng ta làm được như vậy mà hôm nay một cái video cực kỳ hay nữa một cái video cực kỳ hay nữa là chúng ta sẽ đi nói về hôm nay chúng ta sẽ đi nói về cái việc mà chúng ta sẽ làm cân bằng cơ thể ở nhà như thế nào thì bây giờ chúng ta đã có cái phần chia sẻ màn hình luận đã chia sẻ cả nhà mình nhìn rõ rồi đúng không ạ thì cái việc mà làm cân bằng cái cơ thể của chúng ta ở nhà thì nó cũng không có quá khó nó đơn giản lắm hôm nay xem xong video này thì chúng ta sẽ ngộ ra được ngay à bây giờ luận xin phép chia sẻ màn hình để chúng ta vào ngay cái bài ngày hôm nay nhé à, vâng Bây giờ thì uh, luận sẽ chia sẻ cho chúng ta về sức khỏe. Hôm nay thì chúng ta sẽ biết cái cách để chúng ta cân bằng cơ thể ở tại nhà như thế nào nhé. Thì đầu tiên thì uh, chúng ta biết được rằng là nếu như mà nói đến xã hội thì uh, chúng ta thấy được rằng là gia đình là nền tảng của xã hội đúng không ạ? Gia đình uh, nói đến một uh, nói đến xã hội thì gia đình là nền tảng của xã hội, gia đình là nền tảng của một quốc gia. Uh, cho nên là cái điều này ấy, rất là quan trọng khi mà chúng ta nhận thức được cái điều này nếu như một quốc gia tốt thì một gia đình đấy, tốt và từng 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 gia đình tốt thì quốc gia đấy sẽ tốt thì cơ thể của chúng ta ấy, nó cũng là như là một cái xã hội nó như một cái quốc gia thì tổng thể cơ thể của chúng ta là quốc gia thì mỗi một cái tế bào là tương đương tương tự như là một gia đình mỗi một tế bào là là tương tự như một gia đình như vậy ấy, thì ở đây gia đình chúng ta hãy coi đây là gia đình ha thì nó tương đương với cơ thể của chúng ta là tế bào tế bào và gia đình mà tốt nhiều gia đình gia đình tốt tập hợp lại thì cơ thể tốt gia đình tốt là gia đình như nào là thứ nhất là một cái gia đình mà bên trong đấy sống hòa thuận với nhau ạ à. thứ hai là một gia đình mà mọi người đều có sức khỏe tốt thứ ba nữa giả sử như họ đều có tri thức nó có sự hiểu biết và nhiều yếu tố khác nữa đúng không ạ Thế tế bào thì như thế nào bây giờ chúng ta cần làm cho cái tế bào của chúng ta tốt cái cần làm cho tế bào của chúng ta tốt nhé thì một cơ thể tốt là một cái cơ thể mà chúng ta có những tế bào tốt thì tế bào trong cơ thể của chúng ta nó thường xuyên nó sẽ thứ nhất là sinh thứ hai là nó sẽ bị chết đi tế bào trong cơ thể của chúng ta sinh học gọi là hai cái quá trình đồng hóa và dị hóa đồng hóa và dị hóa đó là hai mặt của một quá trình ở trong cơ thể của chúng ta thì cơ thể của chúng ta luôn luôn diễn ra đồng thời hai quá trình sinh và quá trình chết của tế bào thì mỗi một cái cơ thể của chúng ta à, thì nó có khoảng, các nhà khoa học đưa ra một con số là có khoảng 75.000 tỷ tế vào. Thế thì một cái cơ thể khỏe mạnh là một cái cơ thể mà được cấu thành bởi rất là nhiều các cơ quan khỏe mạnh rồi. Thì ở đây chúng ta không nói đến các cơ quan, nhưng mà các cơ quan này nhỏ 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 đi nữa thì ta, từ cận tế bào Thì bây giờ muốn cơ quan muốn cơ thể khỏe mạnh thì các cái tế bào của chúng ta cần khỏe mạnh tức là chúng ta phải làm sao ạ chúng ta phải là tăng sinh và giảm chết tăng sinh giảm chết ha thế thì chúng ta bây giờ chúng ta muốn khỏe mạnh thì chúng ta chỉ cần hỏi tế bào của chúng ta là tế bào ơi bạn cần gì tế bào ơi bạn cần gì tế bào ơi bạn cần gì thì tế bào của chúng ta sẽ trả lời như thế nào tế bào của chúng ta sẽ trả lời tế bào thì thứ nhất là cần phải được sinh này tăng sinh tăng sinh ha tăng sinh và nó phải là giảm cái chết tức là giảm tổn thương nếu như mà tế bào của chúng ta ấy, mà bị tổn thương nhiều hơn tế bào tăng sinh ấy, thì cơ thể của chúng ta sẽ bị bệnh tật và nếu như mà cơ thể của chúng ta mà tăng sinh nhiều hơn đấy thì cơ thể của chúng ta nó sẽ ổn định nhưng mà tăng sinh À một cái mức độ mà nó phải cân bằng với lại tế bào chết tức là theo theo tự nhiên ấy, theo tự nhiên ấy, là có đồng hóa và tự hóa đồng hóa và dị hóa tức là sinh và chết nếu như mà trong giai đoạn mà là tuổi từ vẫn còn trẻ thì cái tăng sinh này chúng ta tăng sinh nhiều hơn chết đi thì cái cơ thể của chúng ta nó mới lớn lên nó mới khỏe mạnh còn khi mà chúng ta trưởng thành rồi ấy, thì cái quá trình tăng sinh ấy, nó cân bằng được với lại quá trình chết của tế bào thì như vậy thì nó là rất là ngon rất là ổn tuy nhiên ấy, thì tế bào của chúng ta nó lại rất là hay bị bị các cái tác nhân tổn thương cho nên khi chúng ta hỏi tế bào ơi bạn cần gì là chúng ta trả lời được cái câu hỏi này ấy, là chúng ta sẽ giúp cân bằng được cái quá trình tăng sinh và tăng chết của tế bào. Thì bây giờ chúng ta trả lời được câu này thì chúng ta sẽ làm hai phần. Phần thứ nhất ấy, là chúng ta sẽ cần phải bổ sung dinh dưỡng vào để cho nó để cho tế bào nó có khả năng tái tạo ra tế bào mới, tức là nó giúp sẽ giúp tăng sinh cả nhà mình thấy đúng không ạ? Thứ nhất là cái dinh dưỡng nó giúp tăng sinh, thứ hai là dinh dưỡng nó sẽ giúp là nuôi dưỡng các cái tế bào đó để cho các cái tế bào đang còn sống ấy nó sẽ chết một cách tự nhiên, tức là tới thời kỳ thì nó sẽ chết chứ không phải là bị tổn thương mà chết chết đột ngột. Đấy là thứ nhất là chúng ta đưa dinh dưỡng vào được được không ạ? Đấy. Trước mắt là chúng hãy cho tôi dinh dưỡng để tôi được uh, khỏe mạnh để tôi được bổ sung những cái khiếm khuyết để tôi tạo ra những tế bào mới tôi bổ sung vào những cái khiếm khuyết ví dụ như này ví dụ như cơ thể của mình mà đang bị đau nhức ở đâu đấy thì tức là tế bào ở vùng đấy cái tăng chết là nó nhiều hơn tăng sinh và nó đang bị khiếm khuyết vùng đấy thì nhiệm vụ của mình mình phải bổ sung chất dinh dưỡng vào để cho tế bào ở vùng đấy nó tăng sinh mạnh lên bổ sung vào cái vùng khiếm khuyết đấy thì nó sẽ khỏi bệnh thứ hai nữa là cái điều này cực kỳ là chúng ta phải quan trọng này điều này chúng ta quan trọng này là chúng ta tránh những cái làm những cái điều gì đấy để gây tổn thương tế bào để cho nó bị chết trước thời hạn trước cái tuổi thọ của tế bào giả sử như này nhé tức là nó chết một cách đột ngột đấy nó không chết theo cái chu kỳ của tế bào. Ví dụ như tế bào da này người ta tính toán là chu chu kỳ da là 28 ngày. Nhưng nếu như mà chúng ta bị chúng ta tiếp xúc với hóa chất hoặc là chúng ta tiếp xúc với nắng thì cái tế bào nó sẽ bị chết một cách là đột ngột. Do tia tử ngoại hay gì gì đấy hay là hóa chất nó sẽ bị chết đột ngột. Như vậy ấy, tế bào nó mong muốn rằng là đừng có làm cho tôi chết đột ngột đừng có làm cho tôi chết đột ngột. Nếu mà cái lượng tế bào chết đột ngột ấy, mà chết đi quá nhiều ấy, thì cái tế bào sinh ra nó không còn không còn kịp so với tế bào chết đấy, thì cái cơ quan cái bộ phận đấy nó sẽ bị tổn thương hoặc bị bệnh. Ví dụ như này, bây giờ ví dụ như bây giờ chúng ta mà bị uh, uh, bị uh, va chạm, kẹt xe, um, quẹt xe cái mà chúng ta bị chảy ra hay là chúng ta bị thương cái có phải nó mất đi cả một cái một cái vùng đấy tế bào thì có phải cái vùng đấy nó bị chấn thương không tức là một loạt các tế bào ở vùng đấy nó bị chết đi như vậy là quá trình chết đi của tế bào ở vùng đấy nó nhiều hơn tế bào sinh ra cho nên là cái tế bào ở vùng đấy cái vùng đấy của da thịt của mình ở vùng đấy nó tổn thương nó sẽ lành lại khi mà cái lượng tế bào mới sinh ra đủ để lấp đầy đến cái vùng đấy thì vùng đấy nó hết hay là bây giờ chúng ta bị đau nhức mỏi ở bất kỳ một cái vùng nào đấy vôi hóa cuộc sống hay chỗ nào đi chăng nữa thì tức là nó báo hiệu cho chúng ta là cái vùng đấy tế bào bị tổn thương tế bào chết ở vùng đấy nhiều hơn tế bào sinh ra và nhiệm vụ của chúng ta ấy là phải làm sao để tránh những cái tổn thương đột ngột tránh những cái đột ngột chết cho tế bào ví dụ như này nhé ví dụ như mà chúng ta uống bia rượu stress hoặc là chúng ta đi ra nắng ấy, thì tất cả những điều đấy đều làm cho chúng ta tổn thương cực kỳ là hàng triệu tế bào sẽ bị bị chết một cách đột ngột đúng không, đúng không ạ hay là bây giờ ví dụ như chúng ta đi trà cái nhà tắm hay trà bồn cầu mà chúng ta dùng sút hoặc là dùng những cái chất hóa chất chúng ta trà 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 đóng kín lại cửa lại trong đó thì chúng ta hít vào thì có phải bao nhiêu tế bào thần kinh của chúng ta chết không hay là cái môi trường sống xung quanh của chúng ta mà nó độc hại nó bị khói à, những cái khí đốt rác thải đốt lên các cái khí lưu huỳnh clo phốt pho nó bay lên ở trong không khí chúng ta hít vào những cái khí độc đấy thì có phải là bao nhiêu tế bào thần kinh những cái tế bào khỏe ở trong cơ thể của chúng ta tế bào nó cũng bị chết đúng không hay là ví dụ như khi mà chúng ta tức giận đi chẳng hạn chúng ta tức giận thì làm cho bao nhiêu những tế bào gan của chúng ta nó cũng chết đột ngột đúng không? Chúng ta buồn rầu thì chúng ta làm cho tế bào phổi của chúng ta chết. Đấy. Chúng ta lo lắng thì sẽ làm cho tỷ vị dạ dày của chúng ta, cái những tế bào dạ dày thì nó bị chết đi đúng không ạ? Nếu mà chúng ta mà sợ hãi hoặc là chúng ta vui mừng quá độ thì làm cho những cái tế bào tim của chúng ta nó cũng bị tổn thương, bị chết một cách đột ngột. Như vậy ấy, ở đây ấy thì chúng ta phải giảm thiểu cái sự tổn thương cho tế bào và tránh những cái chết đột ngột cho tế bào. Mình phải chú ý đến cái lối sống của mình. Ví dụ như mình làm công việc gì cũng vậy là mình phải biết cái cách bảo hộ, cách an toàn cho các tế bào của mình. Ví dụ như mình đi xe máy, mình đội mũ bảo hiểm đấy là mình cũng là giữ cho bảo hộ cho cơ thể mình rồi mình hàng ngày mình mặc áo quần áo mình đi ra ngoài là để mình che ánh nắng mặt trời mình bôi thoa kem chống nắng này nọ mình dưỡng ẩm cho da là cũng là để là mình bảo vệ cho cái 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 cơ thể của mình để tránh cái việc mà tế bào của mình bị tiếp cận với những cái mà độc hại nó làm cho tế bào chết đột ngột cả nhà mình thấy thế đúng không ạ Đấy. cái việc chốt chết đột ngột đấy thì nó nó, nó nó cực kỳ là nguy hiểm cho nên là chúng ta hãy làm sao bảo vệ cơ thể mình để cho cái tế bào của mình ấy, nó chết theo đúng chu kỳ của nó nó chết theo đúng chu kỳ của nó thì đó điều đó là tốt nhất sau đó ấy, chúng ta lúc nãy chúng ta hỏi tế bào ơi bạn cần gì thì tế bào nó bảo đừng cho có cho tôi chết đột ngột là một thứ hai nó bảo là cung cấp dinh dưỡng cho tôi để tôi tăng sinh Thế tại sao lại cấp cung cấp dinh dưỡng? Chúng ta đi một cái tri thức như này mà Luận cũng đã từng nói cho cả nhà chúng ta ở trên kênh youtube Luận Japan ấy là cái cơ thể của chúng ta ấy là nó sự có sự cân bằng của bát đại duyên hợp. Bát đại duyên hợp. cơ thể của chúng ta nó cân bằng bởi bát đại duyên hợp nó cân bằng bởi bát đại duyên hợp vậy thì bát đại duyên hợp là gì thì bát đại duyên hợp của chúng ta chúng ta hiểu được và chúng ta cân bằng được bát đại duyên hợp khác là cuộc sống của chúng ta sức khỏe của chúng ta ngon luôn bát đại duyên hợp của chúng ta là chúng ta có tâm có tánh có tình có đất có nước khí lửa và điện tử điện tử đúng không ạ ok chào con gái đã về thì bây giờ chúng ta đi phân tích luận sẽ giúp cho cả nhà chúng ta cân bằng hết tám điều này chào con con về rồi chị xuyên về chưa đang ở dưới chơi, đang ở dưới chơi hả? cái tâm của chúng ta ấy, thì chúng ta tâm của chúng ta an vui là ngon, an vui. cái tánh của chúng ta cần bao dung, cái tình của chúng ta ấy, chúng ta cần phải có một cái tình khởi lên là trân trọng biết ơn. cái này nó rất là quan trọng. tâm tánh tình này gọi chúng ta gọi là nội tâm thì cả nhà mình theo dõi kênh youtube của luận japan học về 24 giờ thấu suốt ba hệ quy chiếu để kiến tạo nhân rồi 48 giờ thấu suốt nhân duyên quả thì chúng ta sẽ làm rất rõ là biết làm thế nào để tâm an vui làm nào để tánh an bao dung và làm nào để tình trân trọng biết ơn chúng ta biết rất rõ làm rất rõ về điều đấy được đấy đất của chúng ta là dinh dưỡng của chúng ta cần phải cân bằng trong cơ thể của con người ấy, mà chúng ta đưa vào ấy, để nó chính là dinh dưỡng chúng ta đi đưa dinh dưỡng vào để cân bằng thì lúc nãy chúng ta hỏi là tế bào ơi bạn cần gì ấy thì tế bào nó bảo là cho tôi dinh dưỡng tôi cần dinh dưỡng để tôi sinh ra những tế bào mới và chúng, và tôi tôi tiếp tục nuôi dưỡng những tế bào đang sinh sống. Thì cái dinh dưỡng này nó rất là quan trọng nhé cả nhà nhé chúng ta. Nếu như mà thức ăn đồ uống của chúng ta ấy mà chúng ta đưa từ những cái nguồn thức ăn đồ uống tốt vào trong cơ thể ấy thì nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta có được cái dinh dưỡng tốt, có được dinh dưỡng tốt thì cái tế bào của chúng ta nó phát triển bình thường và nó tạo ra những cái tế bào đi vào phục hồi làm khỏe cơ thể còn những chúng ta mà cho vào những cái chất mà những cái chất dinh dưỡng mà không tốt ấy nó nó sẽ tế bào của chúng ta ăn những cái dinh dưỡng không không tốt ấy thì nó bị biến tính hay là nói cái khác nó đột biến nó trở thành ung thư đấy ạ thì ung thư là là những cái tế bào mà nó biến tính nó biến tính nó không còn đúng cái vai trò của nó nữa và nó bởi vì ấy bởi vì ấy chúng ta có thể chúng ta đưa những cái chất dinh dưỡng những cái thức ăn đồ ăn độc hại vào ấy, làm cho những cái tế bào của chúng ta chết 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 nó cứ thế các tế bào bị chết chết đột ngột chết đột ngột chết đột ngột như vậy ấy. để tránh cái việc chết đột ngột như vậy thì tế bào ừ. nó phải biến tướng đi nó phải biến tính đi để nó còn tồn tại và cái tế bào biến tính đấy chính là ung thư để cho chúng ta đưa những cái đồ ăn mà độc hại vào nó vẫn còn tế bào đấy vẫn sống thì đấy là tế bào ung thư ví dụ như chúng ta ăn nhiều những cái thịt nướng đúng không hay là những cái sản phẩm công nghiệp trong đấy nó có chứa nhiều những cái hàm lượng mà bảo quản chất bảo quản hay như chúng ta ăn những cái đồ ăn mà nó quá để quá hạn thì những cái đồ ăn những thức uống đấy là những cái dinh dưỡng mà đưa vào cơ thể làm cho cái tế bào của mình nó nó bị chết nó bị ngộp bị chết và để cái tế bào này không còn chết nữa thì nó phải biến tướng phải biến tính thành tế bào khác và một trong cái biến tính nhất là nguy hiểm đấy là biến tính thành ung thư cho nên chúng ta đưa dinh dưỡng vào thì chúng ta phải biết lựa chọn nguồn dinh dưỡng phù hợp tốt ngon và an toàn như vậy ấy, thì nếu cái nguồn dinh dưỡng nguồn thực phẩm an toàn nó đến từ đâu nó đến từ một cái điều rất là quan trọng là ngành nông nghiệp sạch ngành nông nghiệp sạch là nó bắt đầu nguồn từ đâu bắt nguồn từ cây cối động thực vật của chúng ta có phải là nó sẽ ăn từ những cái thức ăn do đất tạo ra đất của chúng ta đất cải tạo của chúng ta đất của chúng ta chính vì vậy mà đất trồng cây của chúng ta mà tốt ấy ngành nông nghiệp mà tốt tức là cải tạo được đất trồng cây của chúng ta tốt thì chúng ta ra được những cái uh, rau củ quả thực vật mà nó những cái rau củ quả thực vật đấy nó đúng theo cái tự nhiên thì có phải là những cái đó mà đưa vào cơ thể của mình ấy, thì nó là dinh dưỡng rất là tốt còn nếu như mà những cái mà bây giờ ví dụ như một cái một cái một cái mảnh đất mà bị nhiễm độc một cái mảnh đất mà nó rất là độc hại thì chúng ta trồng cái cây trái lên rau lên nó ra cái cây trái ra cái cây rau đấy thì bản chất cái trong những cái cây trái rau đấy nó cũng đã chứa độc tố rồi và khi cái con vật con bò hay con heo hay con gì ăn những cái rau đó vào sau đấy bắt đầu chúng ta lại một là ăn rau hai là chúng ta ăn thịt của nó thì nó cũng chứa những cái hàm lượng độc hại ở trong đấy mà từ cái đất từ cái đất độc hại đấy nó sinh ra cho nên vô tình ra chúng ta đưa những cái chất dinh dưỡng đấy vào trong cơ thể thì cơ thể của chúng ta tế bào của chúng ta nó chịu không nổi nữa thì nó biến tính và sinh ra bệnh tật và ung thư. Cho nên là chúng ta phải tìm những cái dinh dưỡng cân bằng và những cái dinh dưỡng hữu cơ bây giờ là đang được lên ngôi, đúng không ạ? Những sản phẩm organic hữu cơ là đang được lên ngôi. Đó là cái dinh dưỡng này chúng ta rất phải là phải quan trọng. Nếu chúng ta bổ sung nguồn dinh dưỡng từ bên ngoài vào thông qua thực phẩm chức năng hay là thực phẩm bổ sung thì chúng ta cũng tìm những cái nguồn dinh dưỡng cân bản này tìm những nguồn dinh dưỡng organic hữu cơ là rất rất là tốt ăn rau ăn rau hữu cơ ăn rau sạch nếu không thì cái mảnh đất của chúng ta là chúng ta cũng phải cải tạo và chúng ta trồng rau trồng đồ sạch được chưa nước này ấy thì chúng ta sẽ cần phải biết cách uống nước như thế nào cách uống nước ừ. ví dụ như luận có thể cho một số lời quên, thứ nhất là chúng ta uống nước là chúng ta uống nước lọc nước tinh khiết tránh những cái nước có ga, cồn, rượu, bia. Uống nước trước khi khát, uống trước bữa ăn 30 phút, uống trước khi ngủ, uống trước khi đi tắm. Sáng sớm ngủ dậy uống một cốc nước. Uống nước nằm ở trong nhiệt độ là khoảng từ 29 cho đến 49 độ. Thì cơ vào trong cơ thể của mình nó sẽ đỡ phải điều hòa cái nước lại đấy, tránh uống nước quá lạnh. Đó. khí thì chúng ta cái môi trường không khí xung quanh chúng ta ấy, chúng ta cần phải sạch nếu có máy lọc khí càng tốt và chúng ta hít khí vào vào và chúng ta biết cái cách mà chúng ta mở khí hại của chúng ta ra ở trên kênh youtube của luận có hướng dẫn mở khí hại có hướng dẫn chúng ta thì cả nhà mình đơn giản lắm khí của chúng ta hãy học cái bài thay À, thay gân đổi cốt à, của luận ở trên kênh YouTube đấy thì, thì chúng ta sẽ có được khí cơ thể sức mạnh của cơ thể là nằm ở khí đấy chúng ta học thay gân đổi cốt nhé nhớ thay gân đổi cốt đổi cốt và khi mình học thay gân đổi cốt đấy cái lửa này lửa này chính là cái thân nhiệt trong cơ thể mình lửa là thân nhiệt trong cơ thể và mình giữ được cân bằng nhiệt độ ở trong cơ thể lúc mà lạnh thì nó ấm lúc ấm thì nó mát thì cũng rất là ổn thì cái cái này mình học thay gân đổi cốt thì nó giải quyết được luôn cả cái 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 thân nhiệt này được chưa ạ? còn cái điện tử ấy thì trong cơ thể của chúng ta ấy, chúng ta sẽ có điện tử quang điện tử quang và điện tử âm dương điện tử âm dương điện tử âm dương nếu như mà chúng ta mà có được uh, học được cái uh, thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui hoặc là xem cái lộ trình 24 giờ thấu suốt âm nhân duyên quả của trên kênh youtube của luận hoặc là 24 giờ thấu suốt về ba hệ quy chiếu kiến tạo của nhân tốt ấy uh, 48 giờ thấu suốt nhân duyên quả thì chúng ta sẽ biết là điện tử quang là sinh ra như thế nào và điện tử âm dương như thế nào và nó ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta như thế nào Đấy. À, thì nó rất là đơn giản chúng ta xem kênh youtube của luận nhé và điện tử quang và điện tử âm dương này nó rất là quyết định cũng khá là quyết định đến cái cuộc sống của chúng ta nó nếu như mà chúng ta à, giữ được cái trạng thái mà cân bằng tức là điện tử quang và hướng dương là điện tử điện từ dương thì cái cuộc sống của ta nó vô cùng là vui vẻ và thoải mái như ý thì chúng ta sẽ làm được cái điện tử này thì chúng ta sẽ thông qua bảy cái bố thí nhé bảy cái bố thí ở trong cái cuộc sống này chúng ta làm bảy bố thí cho người khác thì chúng ta sẽ có được cái 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 điện tử quang và điện tử âm dương này thì cái điều này ấy, nó giúp cho cơ thể của chúng ta cân bằng được như vậy tóm lại ở trong cái video này ấy, là luận sẽ nhấn mạnh nhất cho chúng ta về cái phần dinh dưỡng này à. Còn cân bằng ấy Để cân bằng ấy thì chúng ta cân bằng cả bát đại duyên hợp Bát đại duyên hợp tâm, tánh, tình, đất, nước, khí, lửa, điện tử Thì tâm, tánh, tình uh, và đất, nước, khí, lửa, điện tử này Cứ xem Youtube của luận là, là, là khác rõ đất này chúng ta dinh dưỡng thì luận vừa mới phân tích cho cả nhà chúng ta rồi hãy trả lời câu hỏi tế bào ơi bạn cần gì thì mình sẽ biết được là tế bào của mình sẽ cần gì rất là biết ơn cả nhà mình đã đón xem cái video này nó vô cùng là ý nghĩa vô cùng là hữu ích cho nên là cả nhà mình hãy chia sẻ cái video này cho người thân chia sẻ cho bạn bè của mình mình cho đi là mình còn lại còn lại mãi mà luận cũng vậy khi mà luận học của cao nhân luận biết được cao nhân chỉ điểm như này là cái à, thầy của luận chỉ điểm như này là luận cũng đi truyền lan truyền đi tất cả cho mọi người để mọi người cũng biết Thì luận giữ làm gì đấy biết ơn cả nhà mình rất là nhiều biết ơn à, tổ chức wit đã cho luận cái triết lý giáo dục à, tận gốc của việt nam biết ơn à, người thầy kính yêu biết ơn tất cả các à, anh chị học viên đã cùng luận học tập và trưởng thành biết ơn cả nhà mình đón nhận và chia sẻ xin chào và hẹn gặp lại ai muốn tìm hiểu hỏi gì nữa thì xin vào cái nhóm ở bên dưới cái video này để luận sẽ cùng với các chuyên gia hướng dẫn giúp đỡ cho cả nhà chúng ta nhé xin chào và hẹn gặp lại